Ngày 29 tháng 4 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường Đại học Hùng Vương trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ. Sự ra đời của trường đại học công lập đầu tiên trên quê hương đất tổ là niềm vui của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Viết tiếp những trang sử tự hào trong hành trình hơn 60 năm xây dựng và phát triển, 20 năm đào tạo đại học đã ghi dấu ý chí quyết tâm, nỗ lực đổi mới, sáng tạo không ngừng của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên ngôi trường này. Ngay sau khi tách tỉnh năm 1997, tỉnh Phú Thọ đã có chủ trương xây dựng một trường đại học đa ngành nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nhà và đất nước. Sau nhiều năm chuẩn bị công phu, với sự chỉ đạo quyết liệt, tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, ngày 29 tháng 4 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Trường Đại học Hùng Vương trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ. Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cũng đã nhận thức được cái nhu cầu, cái nguồn nhân lực cho cái sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thế cho nên là cũng đề ra một cái mục tiêu là phải hoàn thiện cái hệ thống đào tạo giáo dục của tỉnh. Nhân dịp Dỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Tỵ 2001, thì Thủ tướng Phan Văn Khải có về dự dỗ tổ. Thế và Ủy ban dân tỉnh có báo cáo với Thủ tướng. Thủ tướng cũng vui vẻ cho phép tổ chức nghiên cứu và lập dự án. Ngay từ những ngày đầu thành lập, được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước và của tỉnh Phú Thọ, dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Hùng Vương tại cơ sở Việt Trì đã được triển khai xây dựng với diện tích 97,5 ha. Nhà trường cũng tập trung chuẩn bị đội ngũ, cơ sở vật chất, mở ngành mới để bắt nhịp ngay với công tác đào tạo bậc đại học tại cơ sở thị xã Phú Thọ. Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường thấy tình như vậy đã đề ra phương hướng. Thứ nhất là phải phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, nâng cao chất lượng. Thứ hai, xây dựng cơ sở vật chất, phải có những cái phòng thí nghiệm, thư viện. Thứ ba nữa là các cái mã ngành phải dựa trên những cái ngành nghề mà xã hội đang cần. Với chiến lược đúng đắn, chất lượng đào tạo ngay từ những khóa đầu đã được xã hội ghi nhận. Hiện nay, nhà trường xác định sứ mệnh là trường đại học công lập đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng ứng dụng, là trung tâm nghiên cứu khoa học hiện đại và chuyển giao công nghệ tiên tiến, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Phú Thọ và cả nước. Sau 20 năm, đã có hàng vạn cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ tốt nghiệp từ mái trường này. Nhiều người có việc làm với thu nhập cao và có vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước. Khi bắt đầu em vào nhập học là thời kỳ Trường Đại học Hùng Vương bắt đầu mới xây dựng, được nhà trường hết sức quan tâm, các giáo viên, các thầy cô luôn đồng hành cùng học sinh trong quá trình học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Thì vượt qua những khó khăn đấy thì đến khi lúc trưởng thành thì với những kiến thức học được tại nhà trường, bọn em đã áp dụng được rất nhiều trong cuộc sống, trong công việc. Với những thành tích đạt được, nhà trường đã vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba, Huân chương Độc lập hạng ba, được tặng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chúng tôi xác định một trong những số những định hướng trong thời gian tới, một là tiếp tục phải nâng cao chất lượng đào tạo để mọi sinh viên ra trường đều có thể có việc làm và làm được việc. Hai là tăng cường nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật. Ba là tăng cường xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ hiện đại. 20 năm đào tạo đại học, Trường Đại học Hùng Vương đã thực sự trở thành nơi chắp cánh cho ước mơ của biết bao sinh viên trên hành trình lập thân lập nghiệp. Truyền thống tự hào sẽ tiếp tục được nối dài theo năm tháng, theo tuổi của ngôi trường mỗi ngày thêm chững chạc trên mảnh đất cội nguồn.